người làm việc của chúng tôi. Ai là người làm việc với khách hàng hôm nay ạ? Chúng tôi chờ từ 8 giờ sáng nay rồi. Con rồi. Em đi đâu đây? Cậu bay đi đâu đấy? Xin giới thiệu mọi người, đây là cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Những khách hành khách này là đi của hãng Vietjet ạ. Chúng tôi đợi từ 8 giờ sáng bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Đi lấy 4 tiếng đồng hồ nhưng mà chưa có một cái người nào, chưa có một cái cơ quan chức năng nào trách nhiệm để ra làm việc của chúng tôi. Tôi đề nghị tẩy chay Vietjet này bởi vì là không xứng đáng để tổ chức mà để kinh doanh cái vấn đề này nữa. Bây giờ tôi yêu cầu ai là người lãnh đạo, ai là người chịu trách nhiệm tại cái bàn phòng này để tiếp khách. Tôi hỏi lãnh đạo Vietjet đâu? Chị là người của Vietjet, tôi hỏi chị phải có trách nhiệm. Bây giờ ai là người làm việc của chúng tôi? Tôi hỏi các chị là nếu mà không kinh doanh được thì giải tán cái hãng bay Vietjet này đi. Tất cả những hành khách này đều mất tiền mua vé. Và theo thông tư mới nhất là mỗi khách phải được phạt 300 ngàn. Bây giờ không có một ai đứng lên để làm việc chúng tôi những ngày, những giờ phút này hết. Từ 5 giờ sáng chúng tôi vạ vật ở đây, bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Mọi người hãy trả lời ra sao đi. Chị gọi lại tôi yêu cầu là hãy tẩy chay Vietjet ngay lập tức đi. Không xứng đáng để kinh doanh nữa. Gọi anh Đức đại diện của đường bay đến Chu Lai. Chuyến bay này quay lại nhanh xử lý đi. Tức là làm không chuyên nghiệp, làm một nói thẳng là rất là dốt, bởi vì đáng lẽ phải nói thông báo trên loa rõ ràng là xin hành khách đứng lại ở đây. Và bây giờ tôi đi lấy biên bản về tôi lập và tôi sẽ xử lý theo đúng thông tư. Đây không nói không rằng không một ai chịu trách nhiệm gì cả. Điện thoại để nghe chỉ đạo xong rồi chạy ra đây lừa khách không để ý là còn không biết đi lấy hay đi làm gì cả. Đây làm việc rất là kém chuyên nghiệp. Như này là quá lừa đảo khách rồi. Lừa đảo trí trá. Lừa đảo trí trá. Cứ đàng hoàng nói là em đi lấy biên bản thì không. Bây giờ là 12 giờ rồi. Quá 4 tiếng rồi và mỗi người bây giờ mới phải là xử lý. Thứ nhất là phải mỗi khách phải được 300.000 tiền phạt, sau đó vẫn phải bay. Tôi xin giới thiệu đây là hãng Vietjet ạ. Hãng Vietjet này không xứng đáng kinh doanh nữa. Hãy giải tán Vietjet đi. Delay của khách 4 tiếng mà không có một người nào đứng ra chịu trách nhiệm, không có đứng là người nào trả lời hết. Coi khách là cái gì? Chúng tôi bỏ tiền túi ra chứ chúng tôi đi xin đâu. Bao nhiêu công việc của chúng tôi? Đây ạ, thưa quý vị các bạn, đây là hình ảnh rất nhiều khách đang chờ đợi từ sáng đến giờ đây, cả người già trẻ con vạ vật từ 5 giờ sáng đến giờ. Hỏi vụ gì thế? Tôi xin nói là đây là tôi đang ở sân bay của cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là cái hãng hàng không Vietjet ạ. Delay 4 tiếng rồi mà hiện tại không có một người nào chịu trách nhiệm đứng ra trả lời khách hàng. Tôi đã cảnh báo cách đây 2 tiếng rồi, nếu 2 tiếng nữa không giải quyết thì tôi sẽ không thể để yên cái việc này được. Cái người dân nước nước này làm con cừu nó quen rồi, coi thường dân nó quen rồi. Càng ngày càng lấn nước. Tiền chúng tôi bỏ ra có phải là giấy đâu. Bây giờ tôi yêu cầu các chị đeo thẻ đây, là hãng hàng không Vietjet đây, thẻ đây. Các chị hãy trả lời cho tôi đi, nếu không trả lời thì gọi lãnh đạo ra đây. Đây, các chị xem này, bộ mặt đây. Bộ mặt cảng của hãng hàng không quốc tế đi trong và ngoài nước mà như thế này đây. Chị gọi cái anh Đức 2 quay lại đi. Chị gọi sếp của chị ra đây anh đi. Anh chịu trách nhiệm của cái chuyến bay này này. Sao để cho nhân viên dưới của mình ở đây chịu trận còn mình? Sao lại đưa nhân viên ra đầu chịu báng còn lãnh đạo trốn hết, sao hèn thế? Hả? Lãnh đạo đâu hết rồi? Lúc lãnh đạo thì có bỏ cái đầu trên bắt đấu luôn, là không có nói gì đâu. Có bỏ mà nãy mới chửi hùng á. Nhét tiền cho bỏ rồi, đi nhà bỏ em rồi. Nhét tiền luôn rồi. Nhét tiền bỏ rồi. Không nói thế, mình không biết cái gì thì đừng nói thôi. Trong 6 người đã có thể nó có nói mà. Mình cứ từ từ. Bây giờ chúng tôi yêu cầu lập biên bản và đền bù mỗi người 300 ngàn hả? Không thể để tình trạng như này được, các vị tự tung tự tác muốn làm gì thì làm này, không chấp nhận được. Coi khách hàng không ra một cái gì cả. 12 giờ kém 5 là có máy bay cho các bạn. Tại sao? Ai có công có việc của các vị làm ăn như này là thế nào? Là chỉ báo chí rồi khen từ tổng giám đốc khen xuống. Nó đút tiền hết mà lý. À
bọn bôi bút ở xã hội này chủ yếu là bôi bút thôi, đóng tống tiền vào là bẻ cong ngoài bút thôi. Mà dài mà lỡ máy bay đi mà lỡ có cái gì xảy ra thì bọn mình lấy ra cái gì? 4 tiếng đồng hồ delay mà không có một người nào ra chịu trách nhiệm. Chị đang giỡn vậy, không chấp nhận được. Cứ thế mà làm cơ thôi. Cứ đúng luật mình làm, thông tư mới nhất mỗi người phải giả 300 ngàn. Coi thường dân nó quen đi. Mọi người hãy tẩy dây Vietjet đi ạ. Đây ạ, Vietjet Air đây. Báo chí tung hô rất nhiều. Ăn tiền chúng ta ngậm miệng là phải ngậm miệng. Tất cả các nhân viên Vietjet bây giờ không ai nói gì hết, ngồi im rất trơ lì ạ. Bác sĩ trả lời câu hỏi của khách hàng đi. Tôi yêu cầu gọi lãnh đạo ra đây. Nói cái gì? Đúng rồi, chị phải có thông báo nó đàng hoàng chứ. Em có thông báo. Hoặc là anh Đức lúc nãy là anh đang đứng đây, anh đang làm việc. Tại sao anh bỏ đi không nói gì mà lại phải lè lè? Tôi yêu cầu gặp anh Đức, là người trách nhiệm từ nãy từ sáng ở đây, tại sao đi đâu rồi? Anh ta là nhận là trốn đi đâu rồi? Trách nhiệm cho chuyến bay này. Đại diện của Vietjet. Kể cả lên loa chị ạ. Loa thì loa. Lên loa chị gọi. Mình không thể để tình trạng mà nó coi mình là con cừu được. Gọi cái anh Đức đi quay lại đây mang biên bản về đây. Tôi yêu cầu lập biên bản và gọi anh Đức ra đây. Vâng đấy. Từ 5 giờ sáng ở đây rồi. Nó trí trá chú ạ. Nó đều là gian dối lừa đảo hết. Nó trí trá chú không thiện trí đâu. Trong đầu thì nó có kế hoạch, kết cục thì nó giả vờ đấy. Tẩy chay khẩn trương hãng Vietjet này. Đóng cửa ngay hãng hàng không này, không xứng đáng. Không một người nào ra đứng trả lời. Câu hỏi đơn giản thôi, có bay hay không? Bây giờ anh giải quyết thế nào cho ba khách hàng này, tốn trước đồng hồ rồi thì nào? Bây giờ tôi yêu cầu phạt 300.000, nộp cho mỗi người 300.000 hãng. Hơn 4 tiếng rồi. Vâng, vâng. Bây giờ trước tiên là xin lỗi tất cả mọi người vì cái vấn đề tàu bị delay như thế này. Thứ nhất là vấn đề một người thời tiết là do bọn em bây giờ hoàn toàn là do bọn em bị động vì cái việc là thời tiết trong July hiện tại đang rất là xấu. Thì hiện tại là chuyến bay của mọi người đã delay trên 4 tiếng. Bây giờ xin phép mọi người, em xin lấy thông tin của mọi người. Những ai có tài khoản ở đây thì cho phép em xin lấy số tài khoản và sau đấy bọn em sẽ hoàn về số tài khoản của mọi người. Còn hiện tại tiền mặt thì bọn em sẽ đang hiện tại đang bay ở bên ngoài quầy vé để có thể vào lấy xe mọi người. Nhưng hiện tại cái chuyến bay này chuẩn bị lên tàu bay rồi, nhưng mà trước khi đấy thì mọi người xin phép cho em được lấy thông tin của mọi người trước ạ. Những người không có tài khoản trả tiền tươi luôn. Vâng, thì đấy là không phải ai có tài khoản. Và tôi muốn hỏi là chính xác mấy giờ bay, tôi chỉ cần hỏi thế thôi. Bây giờ hiện tại bọn em đang chờ đầu thông tin của July. Chờ đến bao giờ? Tôi hỏi anh chờ, tôi chờ từ 5 giờ sáng rồi. 5 giờ sáng chuyến bay chỉ là 8 giờ. 8 giờ nhưng tôi ở xa, tôi phải cho con tôi đến sớm đây. Tôi nói anh nghe, nếu check in chậm 5 phút cành đã gây khó dễ cho khách hàng rồi. Anh ạ, bây giờ trước mắt là cứ tiền tươi để mỗi người 300 ngàn đi hãng còn bay mấy giờ bay. Để em, bây giờ em xin phép là nói chuyện bình tĩnh với cả chị một chút đã. Thứ nhất là bây giờ bọn em chờ thời gian để trong July người ta có thể trả lời cho em được giờ chính xác. Còn bây giờ vấn đề thời tiết là bây giờ làm sao mà em có thể biết được, đúng không? Tức là máy bay chưa tới đây đúng không? Máy bay đang ở đây rồi và bây giờ đang hiện tại chờ thời tiết ở July. Tôi nói anh nghe này, tôi có người nhà July, hiện tại July chẳng sao. Anh ạ, có thể gọi lại để kiểm tra lại. Bây giờ bọn em tôi không phải kiểm tra, tôi vừa gọi xong có người nhà từ July mà. Đây là thông tin bọn em nhận được là như vậy và em giải quyết được tất cả khách hàng. Tôi hỏi anh bây giờ anh bảo không tin được July đang động đất thì tôi phải ở đây đến đêm mà đến ngày mai à? Bọn anh đừng nói câu như thế. Bọn em có vấn đề giải quyết đến khách. Nếu mà trên 6 tiếng bọn em sẽ lo tiền nhà nghỉ và khách sạn cho anh chị ở phía bên ngoài. Đấy là chính sách của hãng. Tôi không có việc. Tôi không thể đến ngồi nhà nghỉ, tôi chờ anh được. Em xin phép chị là em đang nói chuyện đến cái chị nói đến việc chị phải ở đến tối thì bọn em sẽ không để khách hàng như vậy. Bây giờ bọn em giải quyết vấn đề đã. Chị để em giải quyết vấn đề. Và hỏi mấy giờ bay? Mấy giờ bay? Không phải mình biết bây giờ bay. Chứ tiền nó nhẽ bay nó nhẽ. Tiền 300.000 không đáng bao nhiêu? Thực ra còn việc mọi người chờ ở đây là cái việc 300.000 cho mỗi người thì là không đáng gì cả. Tại vì mọi chờ ở đây là đã rất là mệt mỏi rồi. Cần biên bản, cần biên bản nhá. Lỗi Vietjet, Vietjet nhận vào trong biên bản để bọn tôi còn xử lý việc với các công ty đối tác của tôi. Cái thứ hai, anh cho biết là bao giờ thì hỏi đầu trong kia hỏi đầu ngoài này, bao giờ có câu trả lời và câu trả lời là bao giờ bay. Hai cái đó chính xác, tôi cần nói câu chính xác là bao giờ bay. Thế còn bây giờ nói July đang động đất, tôi có nhìn được động đất đâu, anh nói thế là tôi biết thế. Mình nói thế là bao biện, ngụy biện.
Còn thông tin của hành khách thì các anh có rồi, chứ bây giờ các anh yêu cầu thông tin hành khách là cái kiểu làm của bọn lưu manh quậy, bọn nó chẳng có một tí học thức nào cả. Trong tôi đã ký mua là chúng tôi phần lớn là có thông tin, có chứng minh thư đàng hoàng, nên sao lại thông tin gì nữa? Thì đến làm thì mỗi người xếp hàng đến đêm để lấy thông tin rồi. Chẳng có ai ở đây có tài khoản hết. Cứ tiền tươi mà được mỗi người 300 ngàn. Còn hỏi mấy giờ bay trả lời cho chúng tôi. Coi dân là kiều nó quen rồi. Tôi nói anh biết là cả cái xã hội này, cả cái chế độ này luôn. Từ chính phủ xuống. Đừng nói như thế. Ở đây là không bằng chung lai. Chính vì vậy bọn chị thực sự là có việc chờ đến đây suốt từ 8 giờ sáng, nói chung là chờ từ 6 giờ đến bây giờ là 12 giờ. Rất nhiều việc là lỡ, chứ không phải là cái việc là chị chờ đây là lỡ việc của bọn chị. Nếu như có câu trả lời chính xác, chị ơi hôm nay, chiều nay không thể hạ cánh được ở Chu Lai thì bọn chị sẽ hoàn tiền để bọn chị còn đi về Đà Nẵng, xong rồi chị về. Và chị cần câu trả lời một cách chính xác, chứ không phải là chờ 6 tiếng thì em lại bồi hoàn và em lại bảo rằng là em trả cho chị phí khách sạn. Thực ra bọn chị không cần cái phí đấy, bọn chị cần thời gian. Em mới vào đây nhận được thông tin, thế trước đấy khi mà bên ngoài thì mọi người có nhận được thông tin gì về chuyến bị chậm từ lúc mà mọi người đấy làm thủ tục chưa? Chị không hề có một nhắn tin nào trong cái việc ở đây là không, khi mà chị đến làm thủ tục, tại vì cái chuyến bay này là đến đây thì mọi người mới nhận được thông tin là thời tiết xấu và bị hủy đúng không ạ? Và bị chuyển thì trong cái lúc mà mình đến làm thủ tục ạ thì có nhận được thông tin gì không? Không có thông tin nào hết. Và tôi khẳng định là bọn anh là quay quắt, chẳng có thông tin nào hết. Ở Chu Lai hiện tại thời tiết rất bình thường. Chị chỉ muốn nói là nếu có người lãnh đạo nó ra thì nói khách hàng nên biết trả lời thôi. Chúng tôi là đi làm phương tiện để đi làm, mất bao nhiêu công việc của khách hàng. Vâng, thì hiện tại thì cái việc mà Chu Lai nó bị chậm như thế này thì hoàn toàn bọn em rất là bị động trong cái việc xử lý như thế. Thì hiện tại bây giờ là chuyến của bọn mình đã là chậm thêm 4 tiếng rồi, thì bọn em sẽ chi tiền vui được tại gate. Nếu như không có đủ tiền thì bọn em sẽ chi số tài khoản của mọi người, sau đấy hoàn về tài khoản của mọi người từ 3 đến 5 ngày. Còn bây giờ hiện tại thì bọn em sẽ có thông tin tiếp theo vào lúc khoảng 5 phút nữa, là 12 giờ 15 là sẽ có điện ở ngoài Chu Lai về thời tiết xem có đáp. Nhưng mà vẫn tiếp tục phải đợi, chưa biết chính xác mấy giờ bay. 12 giờ 15 sẽ có thông tin tiếp theo. Sẽ có thông tin tiếp theo delay đến mấy tiếng nữa? Sẽ không thể đến tiếng nữa. Tôi hỏi thẳng là sẽ có thông tin tiếp theo là dự định là bao giờ bay? Thông tin tiếp theo. Tôi cần câu hỏi chính xác. Bọn em có thông tin. Bởi vì chúng tôi đợi quá lâu rồi. Em rất hiểu, em rất xin lỗi chị về việc đấy. Xin lỗi chẳng giải quyết được cái gì cả, bởi vì bây giờ là những việc của chúng tôi rồi. Hiện tại thì những cái gì em có thể trả lời được mọi người đấy, hiện tại 5 phút nữa em sẽ có thông tin tiếp theo về thời tiết tại Chu Lai. Và khi có thông tin tiếp theo rồi bọn em sẽ xác nhận được giờ bay. Nếu thời tiết trong Chu Lai được phép đáp, bọn em sẽ có thể đưa khách lên tàu bay ngay bây giờ. Tôi chốt lại anh câu cuối nhá. Hiện tại Chu Lai không sao. Anh hiểu không? Anh đừng nói thời tiết tại Chu Lai. Và cái thông tin thời gian chờ đợi là phát trả tiền khách hàng là vừa rồi. Phút thứ 12, đúng rồi. Phút thứ 12, 13, 15, 20. Tẩy chay Vietjet. Vietjet không xứng đáng là hãng hàng không. Rút kinh nghiệm. Em xin lỗi tất cả mọi người lần trước. Làm biên bản đi nhé. Em nói một câu cuối. Trước khi mọi người lên tàu bay thì em xin phép lần cuối là em xin lỗi mọi người về cái việc chậm chuyến này. Rồi làm biên bản đi. Còn hiện tại thì bây giờ chuyến bay đã bắt đầu lên tàu bay và xin mời mọi người xếp hàng lên tàu bay. Anh cần biên bản trước khi lên máy bay. Trước những nào cần biên bản về cái việc chậm hủy này có thể xếp hàng riêng ở đây để em có thể cung cấp biên bản cho mọi người để người xác nhận việc chậm hủy chuyến có biên bản này. Không cần biên bản chung mỗi người ký vào là sao, không cần phải riêng, nếu mới cần riêng. Có một số người cần mang về để xử lý tại công ty, còn ai cần nữa được các đối tác. Thế bây giờ bao giờ hoàn lại mỗi người 300 ngàn? Hiện tại làm biên bản và bồi hoàn tiền sau đấy thì có hết, bọn em có thông tin như mọi người nói thì tất cả hiện tại bọn em thì hoàn về từ 3 đến 5 ngày sau khi chuyến bay của mọi người. Còn hiện tại bây giờ mời mọi người tất cả lên xếp hàng. Không có 3 ngày 5 ngày đâu. Có tất cả đang lên tàu bay rồi, hiện tại sẽ tiền đây bọn em sẽ phải chờ tiền và sẽ hoàn ở đây rất là lâu. Tôi nói anh nghe này, cái việc chờ tiền là không, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi đúng thông tư nghị định một luật chúng tôi làm, thượng tôn pháp luật. Vâng, chúng tôi không cần quan tâm là anh lấy tiền ở đâu. Vẫn hoàn về, còn trong thời gian này mọi người cảm việc tiền hoàn mình quá lâu, mọi người có thể xác nhận đấy mà có thể có vấn đề gì với cả hãng mọi người có thể liên lạc. Tôi nói này, chúng tôi không cần phải liên lạc, các anh là người xa, các anh liên lạc của chúng tôi và anh đền bù tiền cho chúng tôi. Cái việc đó việc của các anh chứ không phải của khách hàng. Khách hàng liên lạc có đến bao giờ? Công ty của anh đúng không?
tin của anh chị trên booking của anh chị sẽ có và anh chị sẽ liên lạc mời mọi người xếp hàng để lên tàu bay ạ. Tàu bay thì bây giờ tiền nong thế nào, tiền bồi thường sao chưa làm tiền đúng được bài gì á? Bây giờ hãy xử lý, hãy bồi thường tiền cho khách hàng đi ạ. Em cho những người nào muốn lên tàu bay lên trước, còn anh muốn biên bản ra anh. Bây giờ chúng tôi muốn biên bản làm việc, đúng rồi. Anh cần biên bản anh làm việc riêng đấy. Đến giờ này thì cũng chẳng cần vội gì vài tiếng đồng hồ nữa. Đúng rồi. Ai cần lên tàu bay thì lên tàu bay. Còn anh chưa bay thẳng lên tàu bay chưa? Là nó xong. Anh xin đi tờ. Ai có nhu cầu lên tàu bay lên đâu? Ai có nhu cầu nhận lại tiền của các cái khác thì phải ở lại đây. Thế nên ở lại đây thôi. Anh vừa mới ngồi đi rất nhiều. Sao thì nó có bức tính mà. Phải giải quyết vụ này. Phải trả. Bà lúc nãy lúc sáng mà chửi bây giờ mới đi đâu? Tại sao bây giờ mới không ý kiến nữa? Lúc sáng á, sao mới không ra ý kiến nữa? Cho tiền thì bà đi rồi, bà đi rồi, bà đi rồi. Đó, lúc sáng có đất còn khoe đúng không? Bà kêu bắt đầu ở bộ này luôn. Đúng rồi, cái việc lo tiền là việc của hàng không. Không có tài khoản. Chúng tôi không muốn quan tâm anh lấy tiền ở đâu hết. Yêu cầu anh làm đúng luật. Đền bù mỗi khách 300 ngàn. Đấy là bố, cứ mình lấy đưa phát ra là mình lấy tiền luôn. Không có. Đúng rồi, quay hết lên đi. Cháu cho vụ này lên báo mới được. Được rồi. Từ 5 giờ sáng đến giờ đi delay đến 12 giờ trưa rồi. Đâu có ai rảnh đâu. Vâng, 1 tiếng là bao nhiêu tiền? Ai đền bù chúng ta đâu? Được rồi. Đi mất tiền chứ không phải là đi không đâu. Đây là tất cả những khách hàng di chuyển bay từ Hà Nội đi Chu Lai, vé là 8 giờ bay mà bây giờ delay lần thứ nhất là lúc 9:55 mà bây giờ tiếp tục thông báo là delay tiếp sang 11:55 nên là mọi người đang rất là bức xúc. Do you know what time the flight is? Bóng xong rồi nó là Mỹ. Thằng nào thằng chết à? Bố chúng mày làm ăn thế này. 11. Yeah. 12 o'clock. 12. Yes. Oh, sorry. Why? Tất cả những phải thì xin lỗi không thôi thì mà xin lỗi ở đây là mua bán là giám sát đại diện trực chuyển ở đây là bay đi treo linh thì không có mua chứ không phải là cứ muốn công bố bao giờ thì không muốn. Đúng rồi, bên em bảo đây là em là cái gì mà đại diện ở đây chuyến bay này do tàu kỹ thuật nên cái thời gian mà dẫn đến chuyến bay bị chậm tới đây tại Đà Nẵng ạ. Vâng, tại Đà Nẵng kiểm tra bất cứ ai. Cái thứ hai thì bây giờ anh giải quyết 4 tiếng của khách hàng lên như thế nào? Từ 8 giờ đến 11 giờ 55 phút. Dạ. 4 tiếng. Bồi thương phải bồi thương thế nào cho người ta? Theo thông tư 14 của Bộ Giao thông Vận tải. Các trường hợp trên thì hãng hàng không sẽ phục vụ và bồi thường hành khách và tiền mặt tương ứng với số chặng quãng đường của chuyện chặng bay của mình, nhưng mà chuyến bay của mình chưa đến 4 tiếng từ thì hãng có phục vụ ăn uống tại phòng chờ theo quy định. Chúng tôi nói với cái này chúng ta không quan tâm đến chúng tôi bảo không cần ra đi mua. Đúng rồi, cháu hiểu cái thời gian quan trọng là 59 phút tiếng. Chúng tôi đề nghị là như thế này, chúng tôi nằm cách hàng ở đường. Vâng, cháu hiểu. Đấy, tôi là làm biết bán trẻ, bây giờ là trong cái chương trình là chúng tôi là 1 giờ chiều nay là chúng tôi đã phải có cái chương trình trao học bổng và cho cả cái tỉnh Quảng Ngãi cũng như Bình Sơn, và chúng tôi không thể ngồi để nghe các anh giải thích cái nhà đầu tư ăn như là như thế nào thế không.
mà chúng tôi yêu cầu các anh với trách nhiệm các anh bố trí để cho chúng tôi có máy bay để đi. Còn đi với cái ngành của các anh, mà chúng tôi không thể ngồi đây để bảo máy bay đi. Trường hợp này là hãng bố trí máy bay để phục vụ mọi người, và chuyến bay giờ phải đánh được bảo 11:55. Lúc trước anh thông báo là 9:55, cái dây này tí nữa này có người khác ra tiếp tiếp đứng ra trong tình trạng không thể đáp ứng được cái chuyến bay đó, vì sao chúng ta nên đáp ứng được cái bán vé để phục vụ cho mọi người phù hợp cả ở ngoài thị trường cũng có. Tại ta không phải để lấy bữa ăn của các anh đấy chị, bao nhiêu việc quan trọng. Anh lúc đấy ra mình hỏi nhân viên nó còn không thèm trả lời, nó tỉnh bơ coi như là anh có thấy cái chủ đoạn đâu, 3:55 là 4 giờ chuẩn luôn mà không chắc là kể cả 4 giờ không bay đâu, chắc chắn phải 4:30 may ra máy bay mới lăn được bằng. Nó dồn chuyến ấy mà, nó dồn mấy chuyến vào một mà, để sao nó không phải nói mãi rồi bây giờ phải chuyển tàu. Chó phải lên. Bao nhiêu người đứng ở đây chờ đợi. Bao tiếc ngủ một chuyến đi. Vào 12 giờ năm ngoái tôi đi cái chuyến Vietjet mà cho 8 tiếng delay. Chúng ta bay từ 2 giờ chiều mà đến gần 2 giờ sáng mới delay. Sài Gòn bao giờ. Đúng rồi, chị ơi, có một lần năm ngoái em có một lần 8 tiếng delay luôn chuyến bay mà. Thế là cái gì mình? Nó báo 2 tiếng 1. Thế thôi. Mà lúc bấy giờ là mình delay. Không hiểu. Khách nước ngoài và ui số đến chết luôn đấy. Bây giờ mình đã lâu lắm mình bảo coi tẩy chay rồi không có sao được máy bay vàng em thế thế thì em sẽ khác, thì em phi thẳng lên và em sẽ cho các bước đó lên, và nếu cần thiết thì em vẫn có chứng mở lên truyền hình nhé, lên truyền hình công lý lên làm chương trình truyền hình và lên tại sao có tình trạng mà coi thường khách hàng, không tưởng tượng được delay ngay tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ bao giờ? Tôi nói anh nghe này, tất cả là những chuyện thôi. Thì ông bây giờ tôi nói ông làm tôi tình trạng thì chúng tôi thì ông muốn là anh là như tôi có công có việc thì làm sao? Gia đình tôi có người gần chết thì làm sao? Tôi cứ coi thường khách hàng luôn. Là thường xuyên xảy ra. Tôi nghe thường xuyên xảy ra, còn hiểu biết thôi. Người ta delay 15 ngày. Không thể nào chúng tôi phải những điều này nữa, quá là chịu đựng rồi. Ngày này qua tháng khác. Qua như trường. Bây giờ à, cứ đưa lên truyền thông, đưa lên mạng, tẩy chay cái hãng này đi. Không phải rẻ, mới dùng thì... Thương hiệu là thận giờ. Thương hiệu Việt Nam là thận giờ. Chúng ta đừng dùng được coi thường khách hàng. Cái đóng mẹ không là chú đừng nhận được rồi bay về chú nữa. Thì chúng tôi vào bay về sân bay khác. Nên thì lúc tối không có khách hàng ra cái gì không? Đến 15 phút là bắt đầu không đồng check in ngay. Nhưng mà chúng tôi rất khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em lên gặp hoài. Nên nấu nó mình gửi ra tao à. Dương Thiên Minh, Dương Minh cũng ăn cả. Lên máy bay còn lâu mới bay, các bạn phải nhớ điều đấy như thế. Chuẩn luôn ạ. Không ai làm cho kiểu tay chân này. Mình là kiều nó quen rồi, mình nét nó không còn đáp cho cô. Chào 5 phút là không được check in rồi. Ê thôi cứ xe vé đưa tiền thế là đi. Nhưng mà hành khách không nhận được anh ạ. Đại diện đây viết cam kết là bọn mình check out ở July được trả tiền bọn mình ở đấy. Hiểu không? Thì nó sẽ nhanh. Cũng phải viết giấy ở đây, đại diện ở đây viết vào. Được rồi thì em cứ làm cho mọi người để cho mọi người check in. Thế bây giờ là tôi sẽ đại diện để nhận cho con mọi người. Rồi, cứ phải cam kết cho chẳng. Mọi người cứ đứng ở đây. Mọi người nhớ lấy giữ lấy cái cho đại diện này chịu trách nhiệm. Về chung lai, chị này cầm giấy, bọn mình check out đấy thì mọi người có thể ở đâu chia trả cho mọi người 300. Đây biên bản đây, cô này sẽ cầm cái biên bản này, mọi người cũng đang uống vé để ra. Rồi ok, cô nói là đúng rồi. Mọi người đừng cứ vào một. Mọi người đừng có giấy cam kết nữa rồi. Tí nữa mình ra check out của chúng ta. Cô này cầm giấy. Cứ viết giấy cam kết xong rồi mọi người chúng ta mới vào. Ở chúng ta. Đây đang mắc cái giấy mà cô này làm đại diện hành khách lên rồi. Đầu July ra đến sân bay July thì đại diện của Vietjet sẽ phát tiền hơn chúng ta gì? Phát tiền hơn mình. Ừ, thế được rồi. Ôi, buồn cười nữa, không phải chết. Bây giờ hãng hàng không xử lý đúng rồi. Việc này là sẽ trả hành khách 300.000 ở đầu của July. Vì bây giờ nói lý do là không huy động được tiền mặt. Cứ viết cam kết xong rồi bọn em sẽ hàng. Bây giờ nhá, chúng tôi nói cho mỗi người cá nhân chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân chúng ta. Không cần ai đại diện hết và chúng ta cứ xuống lần lượt cầu thang chúng ta cứ nhận tiền. Ra đầu kia nó mới tiền. Vâng, cứ lấy tờ đàng hoàng. Đứng ở lại đây lấy nhá. Bây giờ đi lên nhá. Bây giờ mọi người đi lên. Bọn em làm chúng tôi lên chú lại cùng với cái cô đại diện nào lên cuối cùng cháu cầm cái tờ giấy cho mọi người nhìn thấy. Đây chúng ta xếp hàng. Nó mang nhưng rồi. Nào, đắp lắm mà. Có cái này trong đấy. Đó, nó đang đắp. Đấy, như
ra thì tượng trưng thôi. Mấy người quay lại chỉ là lại. Không bay vào đó, nó bay luôn vào đó. Đây chị này. Đó là tẩy chay Việt Nam, nhớ chùa cả nhà. Mình là Châm Tạ. Có cái cô lúc sáng nói tao đâu mất rồi nhỉ. Cô đấy là trưởng ban dân tộc đá cực rồi. Cô đây này chứ cô nào. Đâu á. Đấy chị bên báo của trẻ đó, chị bên báo của trẻ đó. Bà đi đâu rồi, bà đi đâu rồi. Đi ra đi cả nhà. Mọi người xếp hàng vào đi ạ. Cả đời ăn bánh vẽ. Đại diện hãng hứa là đi đến Chu Lai sẽ trả mỗi người 300.000. Đi đâu. Bây giờ còn em đứng đây chờ cái bản cam kết của hãng Việt Nam. Chu Lai nhớ phải đứng lại chứ. Quá Chu Lai nó đứng cả ra chờ. Lấy bạn em chờ, lấy bạn trong kia nào. Nếu bây giờ nhận tiền được thì bây giờ tập trung lại nhậu luôn đi rồi. Nếu chúng ta không đứng ở đây mà có tiền ngay thì chúng ta về Chu Lai không có đâu. Lúc bây giờ có một cái đấy nhau đây là của em mà lại. Con này bị nhái nhỏ là sao mà mới chuyển được Chu Lai rồi, quá rồi này. Chua cho ăn rồi. Quay đi, quay đi. Đại diện hãng đang làm biên bản. Hiện tại thì đang có một chị đây để đại diện rồi. Thì tất cả mọi người sẽ gặp những vấn đề ra từ hôm nay, những vấn đề khác nào mà vấn đề khác của em sẽ xử lý sau, những vấn đề khác ngoài việc đại diện. Cho chị liên bản nữa để chị vào chị làm việc à. Để chị vào chị còn làm việc thì do chậm trễ của máy bay mấy. Chị ơi, cho em liên hệ với máy bay của em. Rồi chờ thì nó chị ơi lấy cho em để em sẽ cho bạn ấy đi nhà. Chị phải đưa lại cái ghế đấy để chị. Con chị cứ từ từ đã, từ từ hẳn đi. Lấy cái này để em đổi ghế cho chị. Tùng anh Tùng. Cho nhờ em ạ. Sushi đâu nhỉ? Chị ơi. Kia chị xin kia. Chú Nghĩa ơi, nó bảo là qua cầu là qua đầu bên Chu Lai nó trả. Nhưng mà bây giờ bọn em yêu cầu cam kết chú Nghĩa ạ. Ôi, cuối cùng vẫn là dân đấu tranh ra tay rồi mới ra vấn đề được. Ăn tiền nó té rồi. Chẳng biết đi không thì chẳng quan tâm nhưng mà nó phải đưa tiền nó in. Nhà báo ở chế độ không chủ nghĩa này, tiền vào mẹ con ngồi bút làm gì có lương tâm nhà báo. Nó đang ngồi trong kia kìa. Bắt trống rồi. Trốn rồi á, em vừa nhìn thấy ngồi trong đấy mà. Bắt trống đâu, bây giờ nó bắt trống rồi. Tiếp lúc sáng đòi to lắm mà. Rồi anh người ta. Mà nó đưa tiền mà trước rồi. Mới nhận tiền trước rồi. Anh chờ cam kết rồi hãng đi nha anh nhá. Có cái cam kết chung kia kìa, đang làm nào. Cái này mấy anh em mình đi chung và mấy anh em nói là đến bù. Nó sẽ ghi vào đấy. Mình phải đọc chứ. Phải đọc chứ, nó không nói lại. Chúng mấy tên trước đi một đường mình cho mình đi cho xong đi. Bởi có nhiều khách đây không biết. Mà nó không trả đâu. Coi khách hàng nó kêu luôn rồi. Quen rồi. Nó không trả giá thì nó sẽ không được chỉnh. Như vậy mình không cảnh anh đi ăn đi
Đây, đây, chuối ra đây. Đấy, chị vào trước đi. Ui Phi ơi, bỏ vào lô bây giờ đi. Mọi người cầm thẻ và chứng minh thư trên tay luôn cho em với. Chị đúng không? Chị mở cái ảnh ra. Bây giờ làm bắt họ làm công kết. Chị giở điện thoại ra. Trong phần ảnh ấy, còn đang có ảnh ấy. Không, cái nào đưa lấy. Bọn em yêu cầu đại diện hãng phải đọc biên bản mà chung nghĩa. Và có người đứng ra đại diện ký biên bản trong số 300 hành khách của chuyến này. Người nghe. Mấy thằng này xấu dai lắm, không bắt cóc đâu, đứng dưới rồi. Mai Nhật Linh. Ôi, Linh ơi, chi tiền kiểm chế. Ôi, chứng minh thư của nó đây, còn này đây, chị phải xin lên. Thế tụi chị ơi, mời ép thằng. Dạ, không ai có. Nguyễn Trao Minh. Cả người khách, ai có số tài khoản, kết quả. Đây, được 4 người đây, Hà Văn đây. Tí tí em check in sau, em chờ cái vụ này đã. 3 người. Cái này mọi người bây giờ cần biên bản nhé. Em biết cái biên bản này mọi người cũng tại vì mọi người đã phải chờ đợi rồi. Về cái này cho tôi đây để cho nó cầm đi cho nó còn trong việc ai chưa lấy thì nhiều nhiều chưa lấy mà. Bây giờ là 12:30 giờ đâu vậy? Tôi bảo rồi, mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm và mọi người tôi cùng tôi. Cái này có cái khoản, tôi có. Đi rõ liên lạc được, muốn liên lạc được. Mà làm. Công tư nghị định 300 ngàn một người, thế thôi. Cứ phải biết xấu phải nhiều. Người ta chiếm hết rồi. 4 tiếng rưỡi rồi. Không biết nào. Phải lúc chị thở thế sao ra tay nó mới ra vấn đề như này đấy. Ba người chị như mình là như đấy. Còn không chắc nó hủy chuyến này luôn quá. 300 hay là 300 các bạn các anh em bên người ta yêu cầu của mình là 300. 4 người 300. Ba khách bốn ơi. Chậm một khách một. Anh ba khách nhau. Hai cái vừa rồi chúng tôi là hai cái của. Lâu chưa ấy là cái gì nhá. Chụp cả chuyến đi. Từng vé một vé. Đây, vé đây. Đến bạn thật sâu đi. Bây giờ đại diện hãng đang trả tiền cho khách hàng. Chị Thảo ơi. Thế cho 4 vé 3, 4, 1, 2. Đây đây là chứng minh thư của em đây. Ba khách đi cùng nhau. Bốn khách đi cùng nhau, 4 khách. Số ghế là 10D này, bảo ngón ra 10D. 10E. Còn một vé nữa chị ơi. Đây còn một vé nữa đây nhá. Ký không? Chị ơi ký cho em với ai ký ở đây. Đây tôi ký 4 khách đấy nhá, phải 3 khách đâu. Đây đây đây. Nhưng mà nếu xem có thể nhổ. Chu Lai không sao Hà Hoàng. Chị biết rồi, chị không sao. Đây. Hot post rồi. Chị đây đây. Bạn ơi bạn cho mình giờ mình ăn nhóm 4 này. Không à, biết rồi. Lấy ba đại diện. Vâng. Bốn người. Rồi. Vâng, biết rồi. Bốn khách cho qua cửa giúp em nhé, em gửi chị 900.000. Đâu? 4 3 12. Không, rất nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên, mỗi lần đầu tiên nó xử lý như này. Chính xác, mình tôi đã bảo rồi, tôi đã cảnh báo một tiếng rồi. Tôi đã cảnh báo một tiếng rồi. Lấy lại chị ơi, giấy tờ tùy thân ạ.
Đây là những khách còn lại và họ sẽ phải trả tiền ạ. Trả tiền luôn là đầu Nội Bài ạ. Chứ không phải là về Chu Lai nữa. Cảm ơn mọi người ạ. Có thể là bây giờ chị em nhà Thảo Vân sẽ được bay vào thăm Avatar.